Lời chứng của anh Oscar của Ivory Coast, bờ biển Nga. Phần 6, cựu tín đồ Satan tiết lộ thông tin về Satan giáo chống lại những cơ đốc nhân. Tôi là một tín đồ Satan cấp cao, cấp thứ 5 ở bờ biển Nga. Mục đích của chứng ngôn của tôi là để bạn có thể biết kẻ thù hoạt động như thế nào. Anh ta đang đẩy nhanh tốc độ hoạt động của mình chống lại loài người. Rất thường xuyên và ngay cả ngày nay, Tôi có thể cảm nhận được làn sóng quyền lực và hành động của anh ấy trong không khí. Tôi cảm thấy khẩn thiết trong tâm hồn mình. Tôi đã là một tín đồ Satan trong 21 năm và tôi đã gây ra rất nhiều thiệt hại, rất nhiều thiệt hại. Tôi rất tiếc về những sự tàn phá này và nó làm tôi đau lòng. Đó là lý do tại sao tôi đã yêu cầu các bậc cha mẹ theo đạo Chúa hãy bảo vệ con cái của họ thông qua lời cầu nguyện để chúng không bị bắt đầu làm phù thủy vì tôi chỉ là một đứa trẻ khi tôi bắt đầu làm phù thủy. Mặc dù cha mẹ tôi là những người tin Chúa, nhưng họ mù quáng về mặt thuộc linh. Bạn có nghĩa vụ đối với con cái, bạn đã sinh ra chúng trên đời, bạn phải cầu bầu cho con cái mình. Tôi được giao nhiệm vụ tiêu diệt trẻ em. Do đó bạn phải cầu nguyện cho con cái của bạn để bảo vệ chúng khỏi buồn ngãi và nhập môn. Bạn có thật sự biết tình trạng thuộc linh của con cái mình không? có sự mù quáng và thiếu tầm nhìn thuộc linh giữa vòng con cái đức chúa trời tuy nhiên bạn càng dành thì giờ cầu nguyện chúa sẽ mở trí hiểu biết và sáng suốt của bạn và bạn sẽ biết cách ma quỷ nhập vào để kẻ thù không có lợi thế về bạn một trong những nhiệm vụ chúng tôi có trong các nhà thờ là đảm bảo rằng đôi mắt thuộc linh của con cái đức chúa trời phải nhắm lại chúng tôi đã làm việc để con cái của chúa vẫn bị mù họ không nên nhìn thấy thế giới linh hồn chúng tôi đã chiến đấu hết mình để chống lại ân tứ khải tượng và sự mặc khải các bạn à con bạn có thể là phù thủy đấy cho rằng bạn bị mù bạn sẽ không nhìn thấy nó khi một đối tượng mê hoặc đến nhà bạn bạn sẽ không cảm thấy nó trước đây tôi thường thấy những người theo đạo chúa đeo thắt lưng hình con rắn trên thực tế chúng tôi đang thiết kế những chiếc thắt lưng hình rắn trong vương quốc Madrid. chúng tôi đã mang chúng đến các cửa hàng ngay cả những đứa con của chúa cũng đang mua vì họ không được thánh linh của đức chúa trời dẫn dắt nên họ mua những con rắn đeo thắt lưng này ở các cửa hàng đôi giày đắt nhất thế giới được làm từ da người vì thiếu tầm nhìn thuộc linh bạn ăn yêu và tin tưởng những người âm mưu chống lại bạn ở nơi làm việc trường học và nhà thờ cầu nguyện mãnh liệt sẽ làm cho vẫy trên mắt bạn biến mất có một cuộc xung đột thực sự bất cứ nơi nào có một cơ đốc nhân ma quỷ sẽ gửi các đặc vụ của mình cơ đốc nhân sẽ gặp phải sự chống đối và ma quỷ sẽ không để họ yên vì họ là cơ đốc nhân bạn phải có một đời sống cầu nguyện chiến tranh là không thể tránh khỏi cho đi và tha thứ lối sống dân hiến có nghĩa là cầu nguyện trước mặt chúa các bạn à chúng ta đang đấu tranh cho sự bố thí và lòng rộng rãi giữa con cái chúa tha thứ có ý nghĩa rất lớn trong thế giới linh hồn. Có một tiếng nói trong việc cung cấp và cho đi của bạn. Bạn càng cho nhiều, thì sự cho đi của bạn càng trở thành lời cầu nguyện trước mặt Chúa, bạn sẽ được bảo vệ tài sản của mình vì sự cho đi của bạn. Sự dân hiến của bạn nói thay cho bạn trước mặt Chúa. Hôn nhân Hôn nhân của hai tín đồ tâm linh là một luật cấm và đó là luật của satan mà chúng tôi phải tuân theo vì chúng tôi phải ngăn cản những người cải đạo thực sự và những tín đồ tâm linh kết hôn vì khi hai người này hợp lại để cầu nguyện thì nguy hiểm vô cùng khi hai người tập hợp lại để cầu xin chúa điều gì đó họ sẽ không thể ngăn cản được vì vậy ma quỷ đã ra lệnh cho chúng tôi ngăn cản hai tín đồ tâm linh đến với nhau trong hôn nhân Chúng tôi đã làm việc để khiến các cơ đốc nhân xác thịt kết hôn với các cơ đốc nhân thiên liêng để người này trở thành chướng ngại vật cho người kia. Kẻ yếu sẽ là cửa ngõ để tiếp cận kẻ mạnh hơn. Truyền thông và bóng đá Các bạn ơi, TV là một trong những vũ khí của thời kỳ cuối cùng mà kẻ thù đã thiết kế. Con cái Đức Chúa Trời tiếp xúc với đủ loại ma quỷ khi xem phim. Bất cứ khi nào bạn xem phim chiến tranh, bạn sẽ tiếp xúc với những con quỷ chiến tranh khi bạn xem phim về ma cà rồng bạn sẽ tiếp xúc với tinh thần phù thủy có thể xâm nhập vào cuộc sống của bạn khi bạn xem những bộ phim truyền hình về tình yêu của Ý và brazil bạn sẽ tiếp xúc với tinh thần nhục dục vì trong những bộ phim này người ta hôn nhau và để lộ sự trần truồng của họ khi mọi người xem phim bạn tiếp xúc với ma quỷ thờ hình tượng vì họ liên tục tôn thờ các vị thần của họ trong những bộ phim này khi bạn đang xem những bộ phim này bạn đang tham gia vào việc thờ cúng những vị thần ngoại giáo này và bạn sẽ nhận được linh hồn của phù thủy. Nhờ TV, chúng tôi đã gây ra diệt vong và hủy diệt. Vì tôi đang theo dõi những đứa con của Chúa, bất cứ khi nào bạn xem một bộ phim trong 2 giờ trong khoảng thời gian đó, tôi đang ăn cắp và tiêu hao năng lượng của bạn. Kết quả là bạn thiếu sức mạnh để cầu nguyện và đọc kinh thánh. Các bạn ơi, bất cứ khi nào những người đàn ông của chúa đi xem bóng đá ở nhà hoặc sân vận động công cộng vì tôi đang theo dõi họ tôi sẽ bay vào không gian để theo dõi phản ứng của họ trong trận đấu khi con cái chúa ngồi xem một trận bóng đá hay bất kỳ môn thể thao nào nhiệm vụ của tôi là theo dõi trạng thái cảm xúc và phản ứng của họ các bạn ơi kẻ thù đang theo dõi anh một cách chính xác và chi tiết mọi lúc mọi nơi bạn đi qua anh ta đang tìm kiếm sự thiếu cảnh giác và thiếu thận trọng trong cuộc sống của bạn khi bạn tìm cách xem các trận đấu tôi ở đó để theo dõi cử chỉ phản ứng của bạn sự phấn khích tức giận và niềm vui của bạn và bất cứ khi nào bạn hét lên để ăn mừng tôi sẽ thu lấy năng lượng giải phóng trong không khí được gọi là ê thơ ma quỷ nắm bắt và nuôi dưỡng bản thân bằng những cảm xúc này khi bạn thả chúng ra bất cứ khi nào mọi người hét lên vì thất vọng hoặc vui mừng thì có một tập hợp năng lượng địa ngục bên trong khi bạn giải phóng sự tức giận tôi sẽ bước vào để gây ra sự hủy diệt trong cuộc sống của bạn mặt khác chúng ta phải hiểu rằng các cầu thủ bóng đá đang ở trong hội tam điểm và họ đang ký hợp đồng với ma quỷ khi bạn ủng hộ và vỗ tay cho họ bạn đã ở ngoài ý muốn của chúa làm thế nào bạn có thể tuyên bố chống lại chủ nghĩa huyền bí và hỗ trợ những người chơi là tam điểm và họ có giao ước với ma quỷ họ không khác với phù thủy và người theo đạo satan mỗi người trong số những người chơi nổi tiếng này đều có quỷ những đứa con của chúa phải ra khỏi thần tượng những cầu thủ bóng đá vì ma quỷ đang đến bạn không thể chiến đấu với phù thủy và pháp sư trong nhà thờ và là người ủng hộ các cầu thủ bóng đá theo đạo satan bất cứ khi nào một bàn thắng được ghi trong một trận đấu khi mọi người hét lên bằng tất cả sức lực của mình ma quỷ sẽ tham gia các trận bóng đá để lấy năng lượng Họ thu thập năng lượng bên trong của mọi người do đám đông giải phóng kể từ khi các cầu thủ bóng đá ký giao ước với ma quỷ. Khi họ thắng một bàn, mọi người sẽ hét lên. Do đó, những con quỷ này sau đó sẽ thu thập năng lượng của con người như một phần thưởng. Những con quỷ này duy trì cầu thủ bóng đá và con rồng được nuôi dưỡng bằng những năng lượng bên trong này. Bất cứ khi nào một trận bóng đá đang diễn ra, luôn có những con quỷ được tập hợp lại để thu thập năng lượng. Và khi một tín đồ đang xem bóng đá, anh ta sẽ bị giám sát và theo dõi để kiểm tra xem liệu anh ta có bộc phát cảm xúc tức giận hay kiêu hãnh và bắn tên vào anh ta hay không. Bốn nguyên tố của trái đất và 12 cánh cổng của trái đất Các bạn ơi, khi các phù thủy tổ chức các cuộc họp, nó chủ yếu được thực hiện ở trái đất vật chất ở những nơi biệt lập, chẳng hạn như Nghĩa Trang, rừng núi và nước họ cũng tổ chức các cuộc họp ở những nơi như trường học khi họ tập trung ở những nơi này ngay khi họ tập hợp lại với nhau họ sẽ bắt đầu nói chuyện với bốn nguyên tố của trái đất và tiếp quản những nguyên tố này họ thường nói với mặt đất chúng tôi ra lệnh cho bạn trái đất phải phục tùng chúng tôi họ nói với không khí chúng tôi ra lệnh cho bạn không khí phải phục tùng chúng tôi họ nói với nước chúng tôi ra lệnh cho bạn Nước phải phục tùng chúng tôi. Họ nói với ngọn lửa, chúng tôi ra lệnh cho bạn, lửa phải phục tùng chúng tôi. Sau khi nắm quyền kiểm soát bốn nguyên tố của trái đất, họ sẽ cố gắng kiểm soát 12 cổng thành. Tôi muốn thông báo với bạn rằng trong thế giới linh hồn, mỗi thị trấn, thành phố và làng mạc đều có 12 cổng. Các bạn à, khi bạn định cư ở một thành phố hay một quốc gia mới, Trước hết, bạn phải chỉ huy và kiểm soát bốn yếu tố của trái đất và bạn phải kiểm soát 12 cổng của thành phố. Bạn phải kiểm soát bốn góc, hình vuông, chu vi và đường kính của môi trường của bạn. Mỗi góc trong số bốn góc của hình vuông xung quanh chu vi của bạn có ba cổng và ba cổng nhân với bốn góc của thành phố và thị trấn nơi bạn sống bằng 12 cổng. Trong Khải Huyền 21, 12, 14, 12 và có một bức tường lớn và cao, và có 12 cổng, ở các cổng có 12 thiên sứ, và trên đó có ghi tên, tức là tên của 12 chi tộc con cái Israel, 13 trên 3 cổng phía đông, 3 cổng phía bắc, 3 cổng phía nam, và trên 3 cổng phía tây. 14 tường thành có 12 nền, trên nền có tên 12 sứ đồ của chiên con. Khi kẻ thù đến một nơi, anh ta sẽ cố gắng kiểm soát tứ đại của trái đất và 12 cổng của nơi đó và bất cứ khi nào con cái của chúa đến một thành phố, khi họ không chiếm được vùng đất bao gồm bốn yếu tố của trái đất và 12 cổng của khu vực, họ sẽ không thắng được rằng chu vi đã bị phong tỏa. Đây là lý do tại sao con cái của chúa phải chịu thất bại và thay đổi thành phố. Họ không kiểm soát được nơi này và họ không thể phục tùng mọi thứ theo thẩm quyền của mình và cuối cùng họ rời thành phố và tuyên bố rằng không có gì hiệu quả. Tuy nhiên Kinh Thánh nói trong giô Suê 1, 3, 6 hệ nơi nào bàn chân các ngươi dẫm lên, thì ta đã ban cho các ngươi, như ta đã phán cùng môi xe. Bốn từ đồng vắng và ly ban này cho đến sông lớn, sông Euphrates, toàn xứ của người Hê tít và cho đến biển lớn về phía mặt trời lặn, sẽ là bờ biển của các ngươi. Năm sẽ không có người đàn ông nào có thể đứng trước mặt bạn trong suốt những ngày của cuộc đời bạn, như tôi đã ở với môi xe, vì vậy tôi sẽ ở bên bạn, tôi sẽ không bỏ lỡ bạn, cũng không từ bỏ bạn. Sáu hãy mạnh mẽ và can đảm lên, vì ngươi sẽ chia cho dân này làm sản nghiệp đất đai mà ta đã thề với tổ phụ họ sẽ ban cho họ. Khi có đặc công của địch vào làng, thành sẽ nhanh chóng triển khai 12 con quỷ trước mỗi cổng thành, làng. Vì vậy, bạn phải gia tăng lực lượng tấn công của mình để thống trị 12 cổng thành. Khi kẻ thù bị chế ngự, anh ta sẽ tìm kiếm sự tiếp viện và củng cố Kinh thánh trong Ezekiel 48, 31, 34 và các cổng của thành phố sẽ theo tên của các bộ tộc Israel. Ba cổng về phía Bắc, một cổng của Ruben, một cổng của Judah, một cổng của Levi. 32 phía Đông 4.500, ba cửa, và một cổng của Joseph, một cổng của Benjamin, một cổng của Dan. 33 phía Nam 4.500 thước, ba cổng, một cổng của Simeon, một cổng của Issachar, một cổng của Sabulon. 34 về phía tây, 4.500 người, với 3 cổng, một cổng gác, một cổng A-sơ, một cổng Netali Thế giới âm nhạc và nhạc chúa trong thế giới tinh thần. Trong thế giới của Satan, chúng tôi làm việc với âm nhạc. Có âm nhạc thế giới và âm nhạc cơ đốc. Ở bờ biển Nga, những người theo đuổi âm nhạc trần tục là những người theo thuyết huyền bí tất cả những người nổi tiếng về âm nhạc ở bờ biển Nga đều là người theo đạo Satan. Ví dụ, không nghe được là một người theo đạo Satan. Anh ta hiến tế con người và uống máu. Tất cả chúng ta đều nhớ bài hát của anh ấy, The Spirit S đang nói chuyện với bạn. Ca sĩ hát về S. Laila. Cũng là một người theo đạo Satan vì S. Uka Laila. Là một nàng tiên cá, một con quỷ bất cứ ai khao khát đạt được bước đột phá trong âm nhạc thế giới sẽ cần phải nhờ đến thuyết huyền bí vì có rất nhiều sự cạnh tranh trừ khi bạn dùng đến thuyết huyền bí bạn sẽ không đột phá được vì bạn có tài năng âm nhạc bạn sẽ bị các nhạc sĩ đồng nghiệp hy sinh và ngôi sao cũng như tài năng của bạn sẽ bị đánh cắp để được quốc gia công nhận bạn sẽ phải hy sinh vì tất cả những người nổi tiếng vĩ đại của bờ biển nga đều là những người theo đạo satan một trong những ca sĩ quốc gia cũng viện đến thuyết huyền bí đã đến tham dự một cuộc họp của Luciferin ở Mỹ và cô ấy đã trở lại với bộ đồ lót phụ nữ có tên là Sin. Nó mới được phát hành để đánh lừa phụ nữ. Về cơ bản, Sin bị nguyền rủa. Đó là một phát minh của nàng tiên cá dưới nước. Ngày nay nhiều phụ nữ đang bắt chước cô mặc nó nhưng nó bị nguyền rủa. Cô ca sĩ mặc Sin ở bờ biển nhà này mặc váy ngắn và để lộ thân khi bạn nghe nhạc thế tục, con quỷ giao ước với nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng sẽ xuất hiện trong nhà bạn. Có những con quỷ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Khi con quỷ này xuất hiện trong nhà bạn, nó sẽ đánh cắp ngôi sao của bạn và trao nó cho nghệ sĩ nổi tiếng. Chúng tôi đã từng làm việc để khiến trẻ em cơ đốc nhân chơi nhạc thế gian trên điện thoại và máy tính sách tay của chúng. Bất cứ khi nào những đứa trẻ này chơi nhạc trần tục trên điện thoại và máy tính sách tay, ma quỷ đã được mời và đổ bộ vào nhà của chúng âm nhạc thế gian thu hút ma quỷ trong nhà của bạn những con quỷ này sẽ đánh cắp ân sủng và các ngôi sao của bạn để trao nó cho người nổi tiếng trong làng nhạc tuy nhiên bất cứ khi nào con cái chúa chơi nhạc cơ đốc tôi thấy thiên sứ của chúa kết nối với bài hát đáp xuống xung quanh họ khi bạn nghe những bài hát thờ phượng và ca ngợi được truyền cảm hứng tôi đã thấy thiên thần của chúa ngự xuống bạn sẽ không nhìn thấy anh ấy nhưng tôi đã từng nhìn thấy anh ấy vì tôi đang theo dõi những đứa con của chúa khi bạn thức dậy vào buổi sáng và bạn chơi những bài hát thờ phượng và ca ngợi tôi đã thấy thiên thần của chúa giáng trần và dọn dẹp ngôi nhà khỏi hoạt động phù thủy xảy ra trong đêm khi bạn ngủ thật nguy hiểm cho bọn satan khi một cơ đốc nhân nghe nhạc cơ đốc đầy cảm hứng vì thiên thần kết nối với âm nhạc sẽ giáng xuống mặt khác bất cứ khi nào bạn chơi nhạc thế tục một con quỷ sẽ đến nhà bạn bạn phải luôn nghe những bài hát thờ phượng với những đứa trẻ ở nhà vì bất cứ khi nào trẻ em học hát những bài hát thờ phượng điều đó là nguy hiểm trong thế giới thần linh khi trẻ em hát ngay cả khi khó khăn thiên thần của chúa giáng xuống chúng ta phải khiến trẻ em học hát những bài hát thờ phượng tôi biết những đứa trẻ đã tiêu diệt phù thủy và pháp sư vì những bài hát thờ phượng ở làng tôi có một đứa trẻ thường hát một bài hát tôn thờ chú mỗi sáng khi thức dậy. Nhiều nữ hoàng phù thủy sợ hãi khi đến gần đứa trẻ. Một trong số họ đã cố gắng vi phạm vành đai bảo vệ của đứa trẻ đã bị giết. Không ai có thể chống lại đứa trẻ. Tôi nhớ hồi đó tôi vẫn là một phù thủy, nhưng tôi bất lực trước đứa trẻ vì nó hát những bài hát tôn thờ chúa hàng ngày. Thưa anh em, khi bạn xây dựng một đời sống dành cho sự ngợi khen và thờ phượng cá nhân thì kẻ thù sẽ bị nghiền nát và ách nô lệ của đời sống bạn sẽ sụp đổ vì chú ngự giữa sự ngợi khen của dân sự ngài dân sự của đức chúa trời không hiểu được sức mạnh của sự ngợi khen và thờ phượng cá nhân trong sự sùng kính hàng ngày chúng tôi biết rằng bất cứ ai dám loại bỏ đứa trẻ sẽ phải đối mặt với cái chết do đó chúng tôi đã đồng ý về một chiến lược bao gồm việc khiến cha mẹ anh ấy không đưa anh ấy đến nhà thờ nữa vì cha mẹ nó bắt đầu bỏ nó ở nhà khi đi nhà thờ, nên đứa trẻ này đã tiếp xúc với âm nhạc thế gian và nó không còn mạnh mẽ nữa vì nó bắt đầu hát nhạc thế gian thay vì những bài hát thờ phượng và ngợi khen. Con quỷ quản lý âm nhạc thế giới được gọi là Baphomet. Anh ta không phải đàn ông hay đàn bà. Nhiều nghệ sĩ bị dính vào con quỷ này. Khi tôi còn là một người theo đạo Satan, nhiều người nổi tiếng và nghệ sĩ đã đến gặp tôi họ đến để tìm kiếm danh tiếng và danh vọng khi họ đến với tôi tôi đưa họ ra sông để gặp con rồng biển tên là dracula tôi đã từng tôn thờ con quỷ này nhiều người đã nghe tên của dracula trong phim đó là tên của con rồng biển mà tôi đang phục vụ vì tôi đã có một giao ước với nó trong rừng cũng có rồng có rồng sa mạc rồng núi con rồng lớn nhất ở trên thiên đường thứ hai và Kinh Thánh nói trong Khải Huyền 12, 3, 4 và một dấu hiệu khác đã được nhìn thấy trên thiên đàng. Và kìa một con rồng lớn màu đỏ, có bảy đầu, mười sừng và bảy vương miệng trên đầu. Bốn đuôi nó kéo một phần ba các ngôi sao trên trời và ném xuống đất. Và con rồng đứng trước mặt người phụ nữ sắp sinh, để khi cô ấy sinh con, nó có thể ăn tươi nuốt sống đứa con của cô ấy những nghệ sĩ này đã ký một hiệp ước với con rồng biển để trở nên nổi tiếng tôi nhớ sau khi cải đạo nhiều tháng sau khi rời bỏ ma quỷ con rồng biển xuất hiện với tôi để chiếm đoạt linh hồn của tôi khi anh ấy xuất hiện anh ấy nói em vẫn thuộc về anh bởi vì em có một thứ thuộc về anh đó là sợi dây liên kết giữa em và anh khi tôi nghe điều này tôi đã rất ngạc nhiên tôi hiểu ra rằng có một sợi dây liên kết giữa tôi với anh ấy sợi dây đáng lẽ đã bị đứt tôi nhanh chóng thực hiện một tuần kiên ăn và cầu nguyện để phá vỡ mối liên kết bạn ơi khi con quỷ nhập vào cơ thể nó sẽ không rời đi nếu nó hợp pháp nó sẽ treo trên một cái gì đó cho phép anh ta ở lại họ là những con quỷ cứng đầu bất cứ khi nào những ca sĩ này cần một giọng hát tuyệt vời họ sẽ nhận được những con rắn nhiều đầu giúp họ có thể thay đổi giọng hát khi hát trong âm nhạc thế gian những người nổi tiếng mời ma quỷ trong các bài hát của họ và ma quỷ hát trong những bài hát này. Tôi đã ở trong một cuộc chiến không ngừng chống lại con cái của Chúa. Tôi đã theo dõi họ và theo dõi họ để tìm ra lỗ hổng trong cuộc sống của họ. Nữ thần Lilith, nữ hoàng Maya và nàng tiên cá Semiramis. Lần trước, tôi đã nói để vào nhà thờ địa phương trong buổi lễ, tôi đã được phép làm như vậy khi một phụ nữ đến nhà thờ với cái gọi là quần phụ nữ khi một phụ nữ đến nhà thờ với bộ tóc giả tôi đã để cơ thể mình bay trong không gian và chui vào bộ tóc giả để vào nhà thờ khi tôi đắm chìm trong lông mi của bạn bộ tóc giả của bạn hay cái gọi là quần phụ nữ ngay cả khi bạn gọi là cháy tôi sẽ không rời đi hay bị ảnh hưởng vì tài sản của kẻ thù và tôi sẽ ở lại đó trong bộ tóc giả cuối cùng ma quỷ đã nghĩ ra bộ quần áo phơi bày cơ thể của một người phụ nữ vì vậy nhiều phụ nữ đang đi bộ bán khỏa thân trên đường phố thần ô uế khiến phụ nữ đi trần truồng là nữ thần của sự vô luân lilith là một nữ quỷ nguy hiểm của màn đêm kẻ cuồng dâm và đánh cắp trẻ sơ sinh trong bóng tối trong cuộc chiến vĩnh cửu này chống lại con cái của chúa chúng ta đã sử dụng nước làm vũ khí để làm mê hoặc nước trong thành phố của chúng tôi chúng tôi đã triệu tập nữ thần nước tên là Semiramis, hậu duệ của Noe, người sử dụng vũ điệu ma thuật để thôi miên mọi người. Cô đã ký một giao ước với Satan để được trường sinh bất tử. Cô ấy đang phục vụ ma quỷ dưới nước. Ngày của mẹ Hôm nay trong hội thánh của Chúa Giêsu, các mục sư đang cử hành ngày của mẹ, nhưng nó không có trong kinh thánh. Khi chúng tôi chiến đấu chống lại những đứa con của Chúa, chúng tôi đang bước vào các nhà thờ mừng ngày của mẹ và không có thiên thần nào có thể ngăn cản chúng tôi khi chúng tôi bước vào ngày hôm đó chúng tôi đang sở hữu mặt đất không khí và bục giảng và chúng tôi đang di chuyển tự do vì không có thiên thần nào hiện diện lễ kỷ niệm ngày của mẹ này dành riêng cho nữ hoàng biển cả sai rần semiramid hình ảnh người phụ nữ và đứa trẻ là hình ảnh của semiramid với đứa trẻ chiến binh nàng tiên cá này tồn tại trong kinh thánh bà là nữ hoàng nhiếp chính của đế chế assyria con trai bà là một vị vua chinh phục bất cứ khi nào có trận chiến và chinh phục cô ấy đều thực hành phù thủy để mê hoặc quân đội đối phương để mê hoặc kẻ thù cô đã múa bụng như một người phụ nữ múa bụng để lộ bụng và mê hoặc quân đội người phụ nữ là phù thủy này đã ký một thỏa thuận với ác quỷ để được trường sinh bất tử khi chết cô được trao quyền kiểm soát một phần của đại dương nàng là nữ hoàng của biển cả thịt người bạn ơi ngày nay hầu hết thịt chế biến không phải là thịt động vật mà là thịt người khi bạn ăn thịt người mà bạn mua ở chợ nó sẽ ở trong cơ thể bạn thay vì đi ra ngoài trong thời gian chiến đấu chống lại con cái của đức chúa trời chúng tôi đã kiểm tra trong dạ dày của họ xem họ có ăn thịt người hay không và trong trường hợp họ có một miếng trong bụng thì đó là điều hợp pháp cho phép chúng tôi làm tê liệt đời sống cầu nguyện của họ tôi đã nói rằng công quốc chịu trách nhiệm về lương thực thế giới là nữ thần maya người sẽ quét bạn trong trận chiến để kiểm tra xem bạn có ăn thịt người hay không để có đủ tư cách hợp pháp để hạ bệ đời sống cầu nguyện của bạn chúng ta dùng thịt này để hạ cấp đời sống cầu nguyện của con cái chúa chúng ta không muốn con cái chúa cầu nguyện trong nhiều giờ Cơ sở hạ tầng giám sát tinh thần và logistics truyền thông. Bạn ơi, ở thế giới trung giới, tôi có ô tô, máy bay và trực thăng và khi tôi cất cánh để du hành đến thế giới siêu không gian và thế giới Satan, khói bốc ra từ động cơ của tôi và tràn vào nhà của mọi người. Khi mọi người hít phải những khói này, họ sẽ bị ốm. Bạn à, dù bạn sống ở đâu trên trái đất, bạn phải hiểu rằng có cơ sở hạ tầng giao thông và liên lạc vô hình. Có hậu cần của ma quỷ ở khắp mọi nơi trên trái đất. Có các vệ tinh, radar và máy ảnh mạnh mẽ và ma quỷ quay phim thế giới này 24 giờ một mỗi ngày. Một ngày nọ, tôi đang di chuyển trong không gian, tôi nhìn thấy một hệ thống vệ tinh của thế giới Satan trong thế giới linh hồn. Tôi tò mò và tôi đã tiếp cận vệ tinh vô hình này. Khi đến gần hơn, tôi thấy những thực thể không xác định trông giống như người máy chúng thực chất là những con quỷ công nghệ làm việc trong các vệ tinh của satan đang kiểm soát trái đất này có hệ thống thông tin liên lạc được cài đặt ở khắp mọi nơi trên thế giới này các phù thủy làm việc rất nhiều với cơ sở hạ tầng truyền thông đội quân ma quỷ trên mặt đất giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại những người theo đạo cơ đốc nhờ hệ thống thông tin liên lạc và tiên tiến trong cuộc chiến của giới phù thủy chống lại con cái chúa luôn có sự theo dõi giám sát của các cơ đốc nhân ở thế giới trung giới của các phù thủy chúng tôi có hệ thống điện thoại tiên tiến của satan vượt trội so với hệ thống vật chất ở thế giới vật chất rất thường xuyên chúng tôi gọi cho nhau qua điện thoại giống như những người trên trái đất thông thường trong các cuộc xung đột phù thủy tôi sẽ gọi đến tháp điều khiển để hỏi thông tin về những đứa con của chúa tôi sẽ gọi và nói tháp điều khiển tôi muốn biết vị trí của mục tiêu vào thời điểm chính xác này tháp điều khiển giám sát có chức năng giống như cảnh sát hoặc trung tâm giám sát. Thường thì họ sẽ nói với tôi, máy quay và radar cho thấy cơ đốc nhân mục tiêu mà anh đang theo đuổi đã đi chợ. Lúc này anh ấy đang ở trên xe buýt ở đại lộ chính để đi chợ. Khi được thông báo về vị trí của tín đồ bị nhắm đến, chúng tôi gấp rút triển khai bảy chông, bảy minh. Chúng tôi thường đặt chúng trước những người bán là phù thủy để bạn mua từ người bán đó, một đầy tớ của Satan. Khi tháp điều khiển thông báo với tôi rằng bạn đang ở trong một chiếc xe buýt đang di chuyển, tôi sẽ cố gắng đặt một tảng đá trước xe buýt để gây ra tai nạn. Khi tôi được thông báo rằng bạn đã đến thăm một chị gái, tôi sẽ cố gắng tác động đến chị ấy để bạn rơi vào tình trạng thông dâm với cô ấy. Bạn à, tôi đang cố nói với bạn rằng bạn đang bị theo dõi và bạn đang bị ra camera và hệ thống giám sát của kẻ thù theo dõi. Bất cứ khi nào bạn rời khỏi nhà để đi ra ngoài thành phố, sẽ có những linh hồn vô hình đi theo bạn. Có nhân viên tình báo. Ý tôi là có những linh hồn ô uế ở khắp mọi nơi ngay cả trên cây. Bất cứ nơi nào bạn nhìn thấy anten viễn thông trong thành phố, ma quỷ cũng đặt anten của chúng tôi cạnh nhau và bất kỳ cuộc điện thoại và tin nhắn nào bạn gửi cho bạn bè và gia đình của mình đều được sao chép và ghi lại trong hệ thống của chúng tôi. Bất cứ khi nào bạn thực hiện cuộc gọi, trước tiên, nó sẽ chuyển đến máy chủ trung tâm của thế giới Satan trước khi đến người đối thoại của bạn. Chỉ những cơ đốc nhân chân chính có cuộc sống kiên ăn và cầu nguyện mới khiến hệ thống của Satan sụp đổ khi họ kêu gọi chúng ta không thể nghe thấy tiếng gọi của họ và nhìn thấy họ trong camera và radar. Mọi thứ đều được theo dõi để thu thập thông tin tình báo về con cái chúa nhằm gian bẫy và gài bẫy. Hết.